Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài số 3, đó chính là công thức nghiệm. Công thức nghiệm thì chúng ta sẽ tính delta. Ở bài số 4 là công thức nghiệm thu gọn thì chúng ta nhớ là cái hệ số B ở đây là hệ số gì? Đó chính là hệ số chẵn. Thì B này sẽ bằng là 2B phẩy, hay nói cách khác là B phẩy này nó sẽ bằng là B chia 2. Khi đó chúng ta tính delta phẩy là bằng B phẩy bình phương trừ AC. Nhớ cái điểm khác biệt ở đây là nó coi không có số 4 so với công thức nghiệm này, và ở đây là b phẩy chứ không phải là b. Như vậy thì nó cũng sẽ xảy ra ba trường hợp: nếu delta phẩy này nhỏ hơn không thì phương trình vô nghiệm, delta phẩy bằng không thì có nghiệm kép. Thì ở đây x1 bằng x2 bằng là trừ b phẩy trên a, còn ở cái công thức nghiệm thì nó sẽ là trừ b trên 2a. Nhớ không thầy nha, cái chỗ này không có số 2 này. Nếu delta phẩy lớn không thì phương trình có hai nghiệm phân biệt. Ở đây nhớ cũng không có số 2 này. Và ở đây chúng ta sẽ lấy delta phẩy với lại là b phẩy em nhé. Và cách làm là tương tự như vậy. Thì bây giờ thầy cũng sẽ làm cho em một câu để em mang mục đích là chúng ta tham khảo thôi. Đây, một số bài tập này chúng ta làm giùm thầy, ta ghi chép lại. Thầy sẽ làm cho em ở câu A nha. Câu nào cũng được thôi em. Câu A, câu B, câu C. Nghĩa là các em cứ lấy cái anh B này, hệ số B đây các em chia 2 thì ra được b phẩy. Khi đó chúng ta sẽ tính delta phẩy bằng cách là lấy b phẩy bình phương trừ cho AC là được. Được chưa nào? Ta có đây là câu A. Phương trình là đây là 5x bình phương cộng 2x trừ 16 bằng 0. Như vậy ở đây thầy xác định hệ số này, A chúng ta là bằng mấy? Bằng 5 này. B phẩy chúng ta lấy số 2 này chia cho 2 sẽ bằng mấy? Bằng 1 này. Nghĩa là B phẩy chúng ta bằng 1, C chúng ta bằng âm 16 này. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tính theo công thức delta phẩy. Thầy ghi lại công thức cho nó dễ nhớ: b phẩy bình phương trừ ac. Ở đây chúng ta sẽ lấy là một bình phương đúng không? Trừ ac, a chúng ta là 5, nhân ở đây cho âm 16. Ok. Như vậy thì ở đây delta phẩy sẽ bằng 1 trừ trừ thành cộng, 5 nhân 16 là bằng 80. Như vậy đây bằng 81. Như vậy 81 này lớn hơn 0 nên phương trình là có hai nghiệm phân biệt. Như vậy căn 2 của delta phẩy sẽ bằng căn 2 của 81 thì sẽ bằng 9. Được chưa? Rồi. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có x1 bằng trừ b phẩy cộng căn bậc 2 delta phẩy chia cho a. Như vậy trừ b phẩy nghĩa là trừ 1 đúng không? Trừ 1 cộng 9, a chúng ta là 5. Như vậy ở đây nó sẽ bằng là 8 phần 5. X2 sẽ bằng trừ b phẩy trừ căn 2 của delta phẩy trên a, trừ 1 trừ 9 chia 5. Cái này sẽ bằng âm 2 đúng không? Bây giờ chúng ta kiểm tra bằng cách ta bấm cái máy tính này. Bấm cho em menu 9, ta chọn số 1 đúng không? Sau đó ta chọn số 2. Nhưng ấy gì vậy? Lại menu 9 nè, chọn số 2 nhé, chọn 2. Rồi ở đây ta nhập hệ số 52 âm 16, 5 này bằng này 2 này âm 16 này. Đây x1 ta bằng 8 phần 5 và x2 là bằng âm 2. Đúng chưa? Đó. Ok. Ta đi sang một số dạng toán dù có chứa tham số nha. Ở trong cái bài số 3 thầy đã đưa ra các điều kiện để chúng ta xác định cái phương trình chứa tham số M. Các em cứ nhớ các điều kiện đó để chúng ta làm nha. Ta sẽ đi sang bài đầu tiên chứa tham số nè. Rồi, điều kiện có nghiệm và số nghiệm của phương trình, bài toán 2 này. Với giá trị nào của M, phương trình sau đây vô nghiệm? Vô nghiệm thì trong cái clip ở bài số 3 thì thầy đã cho em biết rồi. Thứ nhất là A này phải gì? Khác không, và delta phẩy này phải nhỏ hơn không. Bây giờ thầy sẽ chọn bốn câu này thì em làm tại câu B, câu C, câu D là cách làm tương tự thì thầy sẽ làm cho em ở câu A. Thì cái điều kiện chúng ta đây là A đó, nhớ vô nghiệm thì phải khác không và delta phẩy nó phải nhỏ hơn không. Từ đây chúng ta tương đương là gì? Ở đây 3 khác không, đúng rồi, 3 thích thắng khác không ha. Delta phẩy thì bây giờ chúng ta sẽ tính b phẩy đây sẽ bằng âm 1 nha các em nha.
Như vậy chúng ta lấy âm 1 bình phương trừ AC 3 C chúng ta là M nhỏ hơn 0. Từ đây chúng ta tương đương ở đây là âm 1 bình phương là bằng 1 trừ 3M nhỏ hơn 0. Như vậy từ đây chúng ta sẽ tương đương là M chuyển ở đây thì nó sẽ lớn hơn là 1/3. Như vậy M lớn hơn 1/3 thì phương trình sau đây nó sẽ là vô nghiệm. Vậy thôi. Đại khái là như thế. Còn câu A, câu B, câu C, câu D thì các em tự làm nha. Ok. Rồi, ta sẽ đi sang bài tiếp theo. Ta đi sang ở bài toán tiếp theo. Cũng là một dạng như vậy. Hồi nãy vô nghiệm, bây giờ thầy làm cho các em có hai nghiệm phân biệt. Các em cũng sẽ làm câu A, tài loại câu B, câu C, câu D. Thầy sẽ làm cho các em câu A nha. Có hai nghiệm phân biệt thì cái điều kiện của chúng ta đây. Cái điều kiện chúng ta nhớ là nó chính là A khác 0 và delta. Phân biệt thì nó sẽ là lớn hơn 0. Ở đây là delta phẩy, tại vì hệ số B ở đây là hệ số chẵn này. Số 4 này thì chia được cho 2. Như vậy từ đây chúng ta tương đương, giả theo kiểu tương đương ha. A chúng ta đây là M cộng 1. Cái này nó sẽ khác 0. Delta phẩy, như vậy ở đây B phẩy chúng ta là chúng ta lấy 4M chia 2. 4M chia 2 thì bằng 2M. Như vậy chúng ta lấy 2M bình phương trừ AC. Như vậy A chúng ta là M cộng 1, C chúng ta ở đây là 4M trừ 1. Cái này nó sẽ lớn hơn 0. Rồi bây giờ giải này ra nữa là xong. Từ đây chúng ta tương đương là gì? M nó phải khác là âm 1. Cái này 2M bình phương là bằng 4M bình phương trừ mở ngoặc ra. Ở đây chúng ta nhân đa thức này và đa thức này. Tại vì dấu trừ trước dấu ngoặc nên tí nữa bỏ ngoặc ra và đổi dấu em nha. M nhân cho 4M là trở thành là 4M bình phương. M nhân cho trừ 1 thì trở thành là trừ M cộng 4M trừ cho 1. Cái này lớn hơn 0. Được chưa? Từ đây ở đây chúng ta tương đương. Ở đây M khác trừ 1 4M bình trừ. Ở đây dấu trừ đằng trước dấu ngoặc, ta bỏ dấu ngoặc này ra, đổi dấu hết cho thầy trong đây. Thế thành là trừ 4M bình trừ thành cộng nè. Cộng thành trừ nè. Trừ thành cộng nè. Đó. Hiểu chưa? Ta tương đương tiếp. M đây khác 1. 2 này trừ nhau bằng 0. M trừ cho 4M thì bằng âm 3M cộng 1 lớn 0. Từ đây chúng ta tương đương ở đây là M khác âm 1 và ở đây chúng ta chuyển này qua bên đây đổi dấu là trở thành 1 nhỏ 1 lớn hơn 3M. Như vậy M này nó sẽ nhỏ hơn 1/3. Nhưng mà cái điều kiện đây chính là điều kiện của chúng ta để có hai nghiệm phân biệt này. Thứ nhất là M nó phải khác âm 1. Thứ hai là M nó phải là nhỏ hơn 1/3. Đồng thời cả hai điều kiện này luôn em nha. Chứ không phải là hoặc đâu. Đồng thời em nha. Đồng thời đấy. Dấu ngoặc nhọn ấy. Được chưa nào? Nhiệm vụ của em là sẽ giải cho cái thầy câu B, câu C, câu D. Phương pháp ta là như vậy. Đây. Ta đi sang bài toán được em nha. Ok. Ta đi sang một cái dạng nữa mà rất hay gặp ở trong cái phần này. Đó chính là sự tương giao giữa parabol và cái đường thẳng. Phải nào? Thì dạng này thì thường ta sẽ tìm cái phương trình hoành độ giao điểm. Và tùy theo cái điều kiện của đề bài mà chúng ta có cách xử lý và đưa ra cái điều kiện để chúng ta giải chính xác. Ví dụ như ở bài toán 5 thì ở đây là người ta yêu cầu các em là tìm M để parabol B và cái đường thẳng D này là tiếp xúc nhau. Tiếp xúc, nhớ chúng ta phải đọc kỹ đề nha. Nhớ là thầy cho cái điều kiện để chúng ta nhớ này. Tiếp xúc nhau á, thì khi đó chúng ta đưa về cái phương trình hoành độ giao điểm, nó đưa về phương trình bậc 2, thì khi đó cái điều kiện tiếp xúc ta nó sẽ là A khác 0 và delta nhớ là phải bằng 0, nghĩa là nó sẽ có nghiệm kép. Còn nếu như ở trên đề bài này, ví dụ bài toán 5 này mà nó thay đổi như này, thì M cũng để B và D này nó không cho là tiếp xúc nhau mà nó cho là cách nhau tại hai điểm phân biệt. Ví dụ như là cách nhau tại hai điểm phân biệt ha. Thì phân biệt thì ở đây chúng ta phải nhớ giùm thầy là gì, là cũng là A khác 0 và delta nó phải lớn 0. Còn nếu như mà nó không giao nhau, hai đường này mà nó không giao nhau nhưng mà
Ở đây đại sự tương giao thì thường là người ta cho hai cái này này cách nhau tiếp xúc là điều kiện này và bị hai điểm phân biệt là điều kiện này. Như vậy bài này là tiếp xúc thì chúng ta sử dụng cái này. Thì bước đầu tiên chúng ta phải đi tìm cái phương trình hoàn độ giao điểm, ha. Đây các em ghi thầy là phương trình hoàn độ giao điểm của B và D là, như vậy ở đây chúng ta có là âm 1/4 x bình phương bằng, ở đây là gì em, mx trừ 2m trừ 1. Rồi để như này thì chưa thấy được xuất hiện phương trình bậc 2, chúng ta chuyển vé đổi dấu, ta chuyển cái này qua bên đây đổi dấu đi, trở thành là 1/4 x bình phương ha cộng mx trừ 2m trừ 1 bằng 0. Chuyển thằng này qua bên đây đổi dấu, nghĩa là cái vế bên trái này còn lại là số 0 ở đây, thầy quay ngược cái chiều lại, được chưa? Để như này thì nó cũng hơi khó xác định hệ số, chúng ta quy đồng thôi. Lá thằng này nhân chéo lên đây, trở thành là x bình phương cộng 4mx trừ 8m trừ 4 bằng 0. Vậy đó. Thì bây giờ cái điều kiện chúng ta đây là gì? Tiếp xúc nhau. Tiếp xúc nhau thì cái điều kiện chúng ta đây là a phải khác 0. Và ở đây là delta phải ha bằng 0. Như vậy đây là 1 khác 0 là đúng rồi này. Delta phải bằng 0, như vậy ở đây là 2m bình phương b phải chúng ta là 2m đúng không? Trừ a chúng ta là 1 nhân ở đây là c trừ 8m trừ 4 bằng 0. Được không? Từ đây chúng ta tương đương. Đây là 4m bình trừ trừ thành cộng 8m đây cộng 4 bằng 0. Thì nay chúng ta đặt 4 ra thì bên trong nó còn lại, đây chính là hàng đẳng thức số mấy? Đây chính là hàng đẳng thức số 1, nó trở thành là, đặt 4 ra thì nó trở thành là m bình phương cộng 2m cộng 1 thì trở thành m cộng 1 tất cả bình phương bằng 0. Đúng không? Cho em hiểu nè. Như vậy thì tới đây chúng ta làm sao để giải để đi tìm m? Đó chính là chúng ta sẽ cho m cộng 1 này sẽ bằng 0. Từ đây chúng ta tương đương m cộng 1 bằng 0. Từ đây chúng ta tương đương là m sẽ bằng âm 1. M sẽ bằng âm 1 thì nó sẽ tiếp xúc nhau em nha. Đó. Được chưa nào? Ok. Rồi. Chắc thầy quay cho em một dạng này nha. Một dạng nào đó này nha. Trên bài này chúng ta sẽ đi dạng cuối cùng ở trong cái bài này mà chúng ta cũng rất là hay gặp, đó chính là cái việc chứng minh bất đẳng thức. Ở trong cái bài tông chính này thầy sẽ làm cho em hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta sử dụng vào công thức nghiệm. Cách thứ hai là chúng ta sử dụng về cái bất đẳng thức Bunyakovsky để chúng ta làm ở cái bất đẳng thức này nha. Ta đi sang ở cách 1. Ở đây người ta cái đề thầy không ghi nha. Cho x bình phương cộng x y bình phương bằng 1. Chứng minh ở đây là 5x cộng 12y nằm trong giá tuyệt đối và nhỏ hơn bằng 13. Thì gặp cái dạng này á thì chúng ta sẽ đặt một cái tham số n hay là m gì đó bằng ở trong dấu giá tuyệt đối này. Sau đó chúng ta rút ra một ẩn x hoặc là ẩn y, chúng ta thế vào đây. Sau đó chúng ta sử dụng công thức nghiệm thu gọn để các em tính delta. Ha, tính delta và từ đó chúng ta suy ra được cái đẳng thức này. Phương pháp ta là như vậy. Bước đầu tiên thầy sẽ đặt m sẽ bằng là 5x cộng 12y. Được chưa nào? Nếu như em chứng minh được là giá trị đối của m nhỏ bằng 13 thì coi như bài này chúng ta là chứng minh được. Được chưa? Từ đây thầy sẽ suy ra x này sẽ bằng là gì? Chuyển thằng 12y này qua trở thành là m trừ 12y và chia cho mấy em? Chia cho 5. Đúng không? Cái việc rút này thì ai cũng biết rồi. Sau đó chúng ta thế vào đây này. Chỗ nào có x chúng ta thế chỗ này này. Chúng ta thế x bằng m trừ 12y chia 5 vào x bình phương cộng y bình phương bằng 1. Được chưa? Như vậy chúng ta có là gì? Ta tương đương này. M trừ 12y chia 5 bình phương cộng y bình phương bằng 1. Đúng chưa? Ta tương đương tiếp. Bây giờ cái này chúng ta khai triển ra thôi.
M bình phương trừ theo hàng đẳng thức số 2 là A bình phương là trừ 2AB, 2 đây là nhân cho 2, 2 nhân 12 là bằng âm 24 MI đúng không? Cộng cho gì các em? Cộng cho 10 144 và 12 bình phương 144 y bình phương. Ở dưới mẫu chúng ta đây là 5 bình phương là bằng 25, cộng y bình phương sẽ bằng 1. Bây giờ chúng ta quy đồng nhân cái thằng 25 này lên đây và lên đây để chúng ta bỏ cái mẫu này. M bình phương trừ 24 MI cộng 144 y bình phương, 25 nhân đây trở thành là 25 y bình phương, ở đây sẽ bằng 25 đúng không? Đúng chưa? Như vậy từ đây chúng ta tương đương lát này cộng này, dùng máy tính này, 144 cộng 25 169 này y bình phương, ở đây là trừ 24 MI cộng M bình phương, đây trừ chuyển này qua đổi dấu, trừ 25 bằng 0 này, được không? Hiểu không? Ok, như vậy thì ở đây chúng ta có là để tính delta, để có nghiệm thì delta cái sao này nó có nghiệm, thì cái sao này thì nó có nghiệm, sao có nghiệm khi delta phẩy này sẽ lớn bằng 0. Như vậy chúng ta tương đương cái này là 12, 24 chia 2 là bằng 12, chúng ta bình phương lên 144 đúng không? 144 M bình phương trừ cho AC 169 nhân ở đây M bình phương trừ 25 lớn bằng 0. Vậy thôi. Rồi, tiếp tục. Hết giấy kìa. Lấy 144 nha. Thầy tính nhanh, 144 trừ 169 âm 25, âm 25 bình phương, thằng này nhân vô đây, 169 nhân cho 25 bằng là dương ở đây là 4225 lớn bằng 0. Từ đây chúng ta tương đương có là ở đây chúng ta chia cho 25, đây chia 25 thì ta chuyển quế bên đây, đổi dấu thì M bình phương này nó sẽ nhỏ hơn, đây là 169 nha. Chúng ta lấy cái số này em chia cho 25 đó, thấy chưa? Ta rút gọn cho 25 thì M bình phương này nó sẽ nhỏ bằng 169, thì chứng tỏ M tuyệt đối M này nó sẽ nhỏ bằng là gì? 13. Như vậy nó đã đúng với cái đẳng thức này rồi. Đây. Đấy, M giá tuyệt đối của M nhỏ bằng 13, mà trong khi đó M chúng ta đặt là trở thành là 5x cộng 12 này, 12y này. Đó. Chúng ta hiểu chưa? Đây nha. Rồi, đó là cách 1. Cách 1 thì có vẻ lâu em, nhưng mà dễ hiểu. Giờ chúng ta làm cách 2, áp dụng bất đẳng thức Bunya cấp kỳ nha các em nha. Đây, thầy cho các em xem cái lời giải luôn. Đâu các em này, đặt này. Hả? Cách khác này, áp dụng cái bất đẳng thức Bunya cấp kỳ này. Chúng ta sẽ xuất phát từ cái tuyệt đối này. Đây là căn bậc 2 của 2 này. Nhân. Mà trong khi đó x bình phương cộng y bình phương bằng 1 chúng ta thế chỗ đây. Thì nghĩa là bản thân cái chỗ này là bằng 1 này, cái thằng này này bằng 1 này. Là ra vậy đó. Cách này rất dễ luôn nha. Như vậy clip hôm nay tới đây kết thúc nha. Clip sau thầy sẽ quay cho em ở bài số 5 nha. Bye em.